Hello anh em, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em đây, hướng dẫn cho mọi người cách có thể chơi được con game tài xỉu nổ hũ này bằng cái công thức cực kỳ đơn giản, cực kỳ cơ bản. Đấy. Nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái công thức bắt cầu bằng cái cầu đen trắng, hay nhiều anh em gọi là cầu bằng đấy. Ok. Nhưng mà mình cũng phải gửi cái lời xin lỗi đến anh em là hôm qua đúng không? Mình đã hứa với anh em nay mình sẽ đổi sang một cái công thức khác để hướng dẫn cho mọi người. Đấy. Hôm qua là mình hướng dẫn anh em cái công thức bắt cầu bằng con single 2 và single 3 này. Nhưng mà hôm nay thì mình lại gọi là hỏng máy tính anh em ạ. Đấy. Mình không hướng dẫn anh em cái công thức bắt cầu trên cái thống kê phiên được. Thì mình bật mí nhá, là mình đang định hướng dẫn anh em cái cách bắt cầu, cái công thức bắt cầu trên cái thống kê phiên này. Nhưng mà nếu mà không có máy tính ấy, thì mình phải có hai cái điện thoại để mình quay, để mình ghi ra giấy, để có thể là hướng dẫn anh em một cách chi tiết. Tại vì công thức mới mà, đúng không? Đấy, mình không thể nào mà hướng dẫn qua loa trên điện thoại này được. Tại vì con nói ấy, nó bằng mồm này, mà mình không ghi ra chi tiết cho anh em nhá, thì nó cũng rất là khó để hướng dẫn anh em ạ. Ok. Nên là nay thì mình sẽ dùng tạm công thức đánh bằng cầu bằng hay gọi là cái cầu đen trắng này này để hướng dẫn cho anh em nhé. Ok. Và nay thì biết là nay là lỗi của mình đúng không? Đấy, nay lỗi của mình tại vì máy tính hỏng mình cũng không muốn mà. Nay lỗi của mình là mình cũng đã nạp 60M vào để xem nay lãi lời lên được bao nhiêu. Đấy, nạp 60M đánh cho anh em nó sướng con mắt anh em ạ. Ok. Rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào và hướng dẫn anh em cái cách bắt cầu chi tiết đi. Ở đây thì mình đang thấy là nó đang có xu hướng ra cầu gì đây. Ở đây nhá, ở trước hình như là nó đang ra cầu chuỗi anh em ạ. Ra 6 con xỉu như thế này thì chắc chắn là cái cầu chuỗi hay gọi là cầu bể rồi. Không nghi ngờ gì nữa đúng không? Đấy, không nghi ngờ gì nữa rồi. Còn ở sau này à, cái đằng sau này hình như là nó đang ra cầu 22. Cầu 22 thì tức là cái con tiếp theo đây đúng không? Cái con này mình sẽ đánh theo món tài này. Nếu mà cái con này là cầu 22 thì con tiếp theo mình sẽ đánh món tài. Ok, 10M xem thế nào. 10M nhá anh em. Rồi, che vào phát không thì nói nảy tiền, cộng tiền lên mà chưa nặn mà nó đã cộng tiền rồi, hơi lỏ đúng không? Ok, ổn, quá ổn luôn anh em ạ. Quá ngon rồi, ngay cái tay đầu tiên đã hút được 10M rồi. Ok, ngon luôn đây anh em. Rồi, cái con tiếp theo thì mình lại hút được gọi là đánh thêm 10M nữa thôi. Đấy, có thể là 14M, 15M gì đấy. Và một con tài này tiếp, chắc là mình sẽ đánh 14M5 đi. Đấy, anh em nên nhớ nhá, cái cầu 22 này nếu mà anh em nhìn nó ra cái cầu 22 nó sớm ấy. Đấy, nếu mà anh em nhìn ra sớm thì anh em có thể đánh cái con này, đánh cái con đằng trước. Cái tay mình vừa đánh 10M và cái tay này, đấy, hai cái tay này anh em sẽ đánh to nhất cho mình, được chưa? Cái tay vừa nãy mình vừa đánh 10M, còn cái tay tiếp theo đây mình sẽ đánh 14M5. Ok, hai tay này anh em cứ nhớ là hai cái tay anh em đánh có thể đánh to nhất cho mình. Nhưng mà to nhất là đối với tùy người đúng không? Mình cũng đã hướng dẫn anh em cách vào tiền, cái cách vào vốn thứ rồi. Đấy, có to hay nhỏ, đánh to hay nhỏ thì đấy cũng phải là tùy vào cái số của anh em đang có. Anh em đánh có vốn to chẳng hạn, anh em vốn hậu thuẫn đằng sau nó cũng dày thì anh em có thể đánh to bằng cách là đánh nửa vốn hay là all in. Nhưng mà như anh em nào như kiểu là vốn nó mỏng hơn một chút thì anh em có thể là đánh nhỏ hơn đấy, chứ không còn phải all in các thứ. Ok, rồi cái tay này lại hút 14M5 tiếp, ngon chưa anh em? Cực kỳ ngon chứ còn gì nữa. Đến những con đằng sau nhá, đến những con đằng sau thì mình sẽ đánh nhỏ dần thôi. Tại vì thực sự là mình cũng không rõ là liệu nó có theo cầu 22 tiếp không anh em ạ. Nhưng mà nói chung là anh em cứ đánh theo cầu cho mình, đấy chưa? Đến khi nào mà nó gãy thì mình sẽ đánh sau, chứ anh em đừng có bao giờ anh em lại đi bẻ cầu làm cái gì cả. Nếu mà bẻ cầu thì đấy là một cái quyết định ngu dốt nhất trên đời anh em ạ. Mình phải nói thẳng là như thế nhá, không nên bẻ cầu trong bất kỳ cái trường hợp nào. Ok. Rồi. Cái con tiếp theo thì tất nhiên là mình sẽ đánh theo một con xỉu rồi. Tại vì mình bảo với anh em là không được bẻ cầu đúng không? Nhưng mà không có nghĩa là anh em cứ đánh to bằng những cái con mà có tỷ lệ ăn cao đằng trước. Đấy. Những cái con mà đánh theo cầu ấy thì anh em đánh cứ loanh quanh là 10% vốn cho mình. Còn anh em nào mà vốn nó dư giả như mình nói rồi đúng không? Anh em nào mà vốn hậu thuẫn đằng sau nó dày thì có thể đánh 15-20% vốn cũng được. Nhưng mà nói chung là nó đừng có lớn quá. Ok, cái con này thì chắc là mình sẽ đánh 5M đi. Loanh quanh 10% vốn mà. Thì 10% vốn nó là 6M đúng không? Thì cái con này mình đánh 5M nó là chuẩn rồi, ủa gãy rồi. 6-3 ra 2 anh em ạ. Ok, chịu thôi. 6-3 nếu mà ra 6 với ra 3 rồi mà cái con xính ở 3 nó không ra một cái con không chân ấy thì thôi, mình cũng chịu thôi đúng không anh em? Đấy. Cái con xính ở 3 mà nó ra một cái con không chân thì ok, rất là ngon. Nhưng mà cái con xính ở 3 mà nó ra thế thì đúng là tịt luôn đấy anh em ạ. Ok nhá. Rồi, đến cái cầu tiếp theo này. Đến cái cầu tiếp theo thì đúng là không thể nào mà đoán được là nó đang ra cầu gì. Tại vì ở đây mình nói rồi mà, hai con đằng trước đúng không, nó sẽ có tỷ lệ ăn
theo cầu 2 là nó cao nhất. Anh em cứ đánh hai con đằng trước mình đánh 10M với 15M đấy. Đấy, anh em cứ đánh theo mình, đánh cao to nhất cho mình. Còn đến cái con đằng sau thì đánh nhỏ dần. Đấy, đến cái con vừa rồi là nó gãy cầu rồi. Nhưng mà cái quan trọng là mình chưa biết được là nó đang theo cầu gì anh em ạ. Nên là thôi, đánh giò nhá. Đánh giò thì thường thường là mình sẽ khuyên anh em đánh dưới 5% vốn cho mình. 1/20 số vốn ấy, anh em cứ lấy máy tính ra, lấy cái số vốn của anh em để chia cho em 20 được chưa? Anh em cứ chia cho 20 là sẽ ra tầm khoảng 5% vốn, cứ đánh loanh quanh đấy là được. Ok? Đấy thì đấy cũng là tùy anh em thôi. Hoặc có thể là cái tay đấy anh em không cần đánh cũng được. Đấy, cái tay đấy anh em quyết định là bỏ qua, không đánh nữa cũng ok luôn. Đấy, tại vì những cái tay đấy thì có thể là nó chỉ có tỷ lệ ăn 50-50 thôi. Hiểu tay này hay là tay trước nữa mình đánh đấy, nó có tỷ lệ ăn là 50-50 đúng không? Thì nó cũng không đáng cho, đáng để mình đánh cho lắm thì thôi, quyết định là nghỉ luôn anh em ạ, chứ không cần đánh nữa. Ok? Rồi. Đấy, con tiếp theo. Con tiếp theo thì chắc là mình sẽ đánh theo món tài đi. Đánh theo món tài tỷ lệ ăn đối tầm khoảng là 90%. Tại sao lại thế? Tại vì ở đây nhá, nó lại ra 4 con tài rồi đúng không? Ở trước là nó đang ra 4 con tài như thế này. Thì tức là sao? Tức là mình sẽ có tỷ lệ ăn cao nhất là theo cầu chuỗi anh em ạ. Mà cầu chuỗi hay là nhiều anh em gọi là cầu bệt đấy, thì ít nhất là phải 5 tay tài hoặc là 5 tay xỉu thì nó mới là cầu chuỗi. Nên là cái con này nhá, cái con ở đây nó mới ra 4 con tài thôi đúng không? Thì mình sẽ có tỷ lệ ăn 90% là nó sẽ ra 1 con tài nữa. 90% nha anh em. Tức là anh em chơi đối tầm khoảng là 10 tay ấy, thì cùng lắm anh em chỉ chết 1, 2 hay là 3 tay là cùng thôi. Còn những cái anh em nào mà đen quá thì mình không tính nhá. Những anh em nào mà kiểu thiểu số đấy, là một cái trường hợp đặc biệt hay thế nào đấy của tạo hóa thì những anh em đấy là mình cũng không rõ anh em ạ. Chắc là nghìn người có một người. Đấy, nói chung là như anh em bình thường như mình đánh chẳng hạn, thì đánh cả 100 tay chết đối tầm khoảng là 10 tay hay là 15 tay gì đấy thì đúng với cái tỷ lệ ăn là 90% mà đúng không? Đấy, nên là cái tay vừa rồi mình đánh một con tài đối tầm khoảng là 20M. Đấy, 20M để xem có lên được 100M hay không. Thế là lên được 100M luôn anh em ạ. Quá là ngon. Ok, thế thôi, chắc là nay đến đây thôi. Mình đánh thế này là có hợp lý rồi đúng không? Từ 60M lên 100M. Đấy, lên gọi là 9 chữ số luôn. Mà lên 9 chữ số thế này thì mình cũng hơi rén rồi, nên chắc là mình sẽ nghỉ ở đây thôi. Mình rén không phải là rén như thế nào nhá, mà mình rén là nhà cái nó soi mình anh em ạ, chứ không phải là mình tiết tiền hay gì. Đấy, mình đang rén là nếu mặt phố nó to quá đúng không, nhà cái nó sẽ soi mình. Nhưng mà thực ra là mình cũng không biết được là cái giới hạn nhà cái hay soi là bao nhiêu, không biết là nạp bao nhiêu M thì nhà cái sẽ soi. Nhưng mà mình chắc chắn là mình đánh mấy chục M như mình hay đánh ấy là nhà gái không soi mình, tại vì mình đánh suốt rồi mà. Ok, thế thôi, nên đây nhá, chốt lãi phát 40M. Wow, thật sự nó quá là ngon luôn đây anh em. Ok, thế thôi, anh em nào có câu hỏi gì nữa hãy comment phía dưới cho biết, mình sẽ lên video hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau.